Đầu tiên cho Zach xin gửi lời chào đến tất cả quý quan khách và tất cả khán giả Hà Nội một lời chào trân trọng nhất ạ. Sung chưa? Sung chưa? Sung chưa ạ? Mọi người muốn sung hơn không ạ? Thì phải quẩy vai Zach nhá, đồng ý không nào? Đồng ý không nào? Alright, tiếp theo. Hello. Tiếp theo là một ca khúc rất là sôi động. Một ca khúc mà Zach nghĩ rằng là sẽ khuấy động sân khấu ngày hôm nay, và chỉ cần khán giả cùng quẩy vai Zach thì chúng ta sẽ có một tối tuyệt vời với nhau. Mọi người đồng ý không nào? Đây là bài hát được mang tên Tắt Đèn. Xin mời tất cả mọi người cùng nghe hát cùng vai Zach nhé. Yeah. Hà Nội ơi, that's right, I love you. Hát cùng vai Zach nhé. Lời yêu thương hôm qua em đã trao cho con tim anh thật hạnh phúc. Nụ cười em xinh hơn bao ánh dương khắc lên trong tôi là tên em. Làn gió về lạnh buốt hồn làm con tim anh tái tê. Có lẽ hôm qua anh đã mơ hồ, mà bây giờ nào có ngờ tình yêu chúng tôi đã vỡ. Ai cho tôi biết đây giờ này? Người già rồi với tôi bao nhiêu lâu nay. Và giờ này tắt đèn thì mới biết nụ cười người già rồi với tôi bao nhiêu lâu nay. Đã mang cơn mưa tôi Hà Nội ơi, sẵn sàng quẩy vai ra chiến đấu. Hey, are you ready? Yeah.
mong người đến đây đến đón nha. Hà Nội ơi, tay đưa hết ra, cứ cao tay giơ nhà từ đây nhìn xuống đến đẹp vào. Vỗ tay, vỗ tay đâu. Đã chưa? Thế bây giờ thế này nè. Nãy giờ Isaac biết là mọi người đưa tay rất là nhiều, có đưa tay không ạ? Nhưng mà vì phía sau có nguyên một cái dàn đèn đã đánh thẳng vô mắt Isaac, Isaac không thấy tay mọi người. Cho nên bây giờ đó, hơi sớm tí nha. Nhưng mà bây giờ cho xin tí đèn flash được không ạ? Tí đèn flash cho bài hát cuối cùng này được không ạ? Từ đây nhìn xuống cho nó đẹp được không ạ? Đấy, đấy, bắt đầu có liền flash rồi đấy ạ. Tuyệt vời lắm ạ. Ok. Alright. Vậy tiếp tới đây sẽ là một ca khúc có thể nói rằng là Isaac rất là yêu thích trong sự nghiệp của mình. Isaac hy vọng rằng là quý vị ai thuộc ca khúc này thì hát cùng với Isaac nhé. Đây là bài hát được mang tên Tôi Đã Quên Hết Rồi. Xin mời tất cả mọi người cùng nghe. Isaac xin phép xuống dưới mọi người được không ạ? Đứng trên đây mà không được bắt tay mọi người khó chịu lắm ạ. Được không ạ? Hà Nội ơi, xuống dưới nhá, xuống dưới nhá. Xuống không ạ? Xuống nhá, xuống nhá, xuống không? Xuống không ạ? Ok, bên nào la lớn hơn xuống bên đấy trước ạ? À? Bên nào ạ? À? Yeah, ok, alright. Xin mời nhạc ạ, à. Xin mời âm nhạc vang lên ạ. À. Yeah, I love you too, babe. Thank you. Từ trên đây nhìn xuống rất đẹp, I love you too. Cùng hát với Isaac nhớ. Tay mọi người đã hết rồi. Tôi đã quên sang đường mình, tôi đã quên thấy trên màn hình, dù thôi vẫn cứ bao vàng tim nhắn chờ. Anh gì ơi, giờ khuya thế này, anh gì ơi, đã sau lúc này anh chưa có ai cùng nắm tay. Giữa thời gian nửa trên một thành, tim còn mang nhìn một đường hoa, và nên thầm sáng thoát quên đời cuối ngày. Ai còn đang cùng tôi lúc này, ai còn đang vẫn đang mỗi ngày đôi mắt vẫn chưa. Chỉ buồn mà tôi chưa nói, em chưa tay tôi mất rồi, chắc chắn sẽ không gặp nữa. Từ đây hứa mai sau chẳng còn. Thoại vẫn cứ bao vàng tim nhắn chờ. Anh gì ơi, ngủ đi tôi rồi. Anh đừng lo, rồi sẽ có người cùng anh nắm tay, cùng say vai. Chuyện buồn mà tôi chưa nói, em chia tay tôi mất rồi. Có lẽ sẽ không còn nữa. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi. Mời hát ạ. Tôi
tôi yêu thương suốt một thời, quên luôn đi những môi hôn bao lần tôi đã trao, và tôi ước ao ngày này mai. Tôi quên đi thật rồi, tôi quên luôn cái tên đã làm tôi yêu thương suốt một thời. Hôm nay tôi nhớ ai đây, chẳng còn ai muốn yêu, còn ai nhắn tin khi về đây. Oh baby, baby, tôi đã quên. Nhỏ quá, làm lại, Hà Nội làm lại một lần vai rất chất kết phần thật đẹp nha. Oh baby, baby, tôi đã quên. I love you Hà Nội. Xin cảm ơn rất nhiều, yeah, chào các tay tiếp mọi người ạ.